한이 왔어? 하노이 잘 갔다 왔어? 왜 왔어? 다시 갈 거예요. 언제 가? 제가 하노이 썰 빨리 풀어드릴게요. 이거 끄고. 왜 뭔데? 저 호 대표님 방식대로 그거 했어요. 뭐? 깎는 거. 아저씨가 그 뭐 이렇게 자전거 이렇게 타는 거 있거든요. 이렇게 호수 주변 도는 거. 그래서 제가 언유 이랬죠. 얼마예요? 그러니까 할라 아 할무이 이러는 거 20만도 너무 비싸잖아요. 그래서 바로 이렇게. 근데 아저씨가 또 15만도 하겠대요. 근데 너무 그것도 비쌌어요. 그래서 또 바로 막과 이러면서 비싸다고 하니까 10만동이. 재밌었어? 네. 어. 혼자 여행했지. 혼자 여행 간 거 되게 재미없어 보이는데, 그지? 아니 심심해서 라이브 킨 거 아니에요, 언니? 아, 난 관종이라서 그랬는데. 인정? 인정. 우리도 다 그 얘기했어. 야, 이 관종이다, 이거. 그때 같이 계셨어요, 저 라이브 할 때? 어. 아. 우리 여섯 명 다 같이 봤어. 민망해. 뉴 보이프렌드. 새로운 남자 친구. 다음, 엠 등야 벗고 반짝이. 엠 뜨무마. bạn trai hả em có bạn trai hả à, đúng rồi được khi nào à cách đây mấy ngày wow nhưng mà mấy ngày trước em mới chia tay mà đâu có đó lại có bạn trai mới hả không phải wow có một người thôi only one wow queen anh biết là khoảng mấy tháng trước em khóc nhiều mà không đâu hả anh nhưng mà lúc đó chia tay nên là khóc còn bây giờ là khác. Thế khi nào khóc? Cho anh xem. Tặng mượn. Tặng anh coi. Ấy. No, no. Anh Dung Gu, em nói thiệt. Em được có bạn trai là chị sẽ tặng hoa cho em mà anh Dung không tin. Em kết hôn với anh không? Anh là cô trên Sky. Em không muốn chết. 부럽네. 아이, 저 사실 꽃다운. 아, 엄마. 졸업식만 받아본 것 같아요. 진짜? 아카? 졸업식 때 받은 게 다라고? 제가 꽃을 별로 이렇게 안 좋아해서 사지 말라고. 준구야. 네? 졸업식 날 꽃 받은 게 마지막이래. 그러면 벌써 나이가 서른. 아니 제가 가서, 아니. 언 15년. 아 아니. 오징어 뭐, 나이 10, 없다고요. 10년이 다 돼가는데요? 나이 없다니까요. 와 10년 다 돼가요 10년 지금. 아 이참에 한이한테 꽃 써주기 영상 어떠세요? 별로 의미 없을 것 같아. 마음에 안 담긴 꽃은 의미가 없어. 향기 없는 꽃일 뿐이야. 맞아 예쁘네. 자식 성공했어. 몇 달 전에도 몇 번 받았는데 까만 남자. 아 진짜? 아 몇 달 전에도 사무실에 있을 때 뜬금없이 선물이 오고 뜬금없이 꽃다발이 오고 막 그랬어요. 그래갖고 막 기억나냐고 저보고 그러더라고요. 그래갖고 와 대박인데? 어 기억나지? 그래서 그때 걔랑 지금이랑 같은 사람이야 니까 다르지! 바람둥이야 귀. 아, 근데 와. 저렇게 살아야 돼요. 퀸처럼. 인생은 퀸처럼. 맞아. 확실한 건 한이처럼 살면 안 돼. 아. 그 뭐 뾰로롱 그런 거 아니야? 뾰로롱. 귀나 없어져라. 안 짜 thiệt mà có thiệt đặc mày. 와. 엠. 뭐죠? 하니 뭔지 엠. 세요. 언니. 왜 뭐요? 아, you don't have boyfriend. 언니 언니. 제가 그만 볼게요. 언니 have no boyfriend. Shut up. Shut up. I will send you flower this time. On your birthday, on your birthday. 됐어, 됐어. 내 birthday 겨울이야. 아니, miss you. 아, 됐어. 이렇게 바뀌지. 하니 놀라, 하니 양나 화 cuối cùng là lúc mà tốt nghiệp đại học. Xin chào. 아니, 근데 제가 진짜 꽃 못 받은 애 같잖아요. 저는 남자친구 있어도 꽃 선물하지 말라 그래요. 아, 진짜? 진짜? 너 뭐 좋다. Dearest. Kelly, tại vì tên tiếng Anh em là Kelly. Hoping you celebrate this special day with you. Can't, happy Women's Day. Take care, I love you to infinity and beyond. Wow. Oh, thôi nào. Sao vậy? Nhưng mà em người nước ngoài hả?
Yeah, đúng rồi. Ủa? Người nước nào? Bí mật. Người Đài Loan đúng không? Không phải. À, người Hồng Kông. Người Hồng Kông. Người Trung Quốc. Người Trung Quốc hả? Không phải, không phải, không phải. E dọa thôi. Singapore. 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 Tôi Singapore야? Tôi Singapore 남자야? Hả? Còn em thì sao? Tại sao em không có hoa? Em không có bạn trai. Mà tại sao nên Trung Quốc? tôi và bạn gái anh mới gọi anh à mới xem video xong rồi gọi anh vui không vui không Trung Quốc là Harry mi 밖에 몰라 어쩐지 표정이 어둡더라고 중근 님 중근이 Harry mi 바보야 맞아요 thank you 자 이 형 거 boyfriend 딱 em luôn ok 볼 때네 다들 안 먹어 노잇 hôm qua chị Quỳnh nhắn tin nhìn cười nhắn tin với bạn trai đó, nhắn tin với bạn trai cười. Hồi nào? Ngày nào cũng như vậy luôn. Không có. Anh biết là Quỳnh chỉ giả bộ làm việc thôi. Thật sự là nhắn tin với bạn trai hoài. Anh biết hết nhưng mà không nói thôi. Tại vì anh biết Quỳnh khóc nhiều tại bạn trai cũ. Sao anh? À đúng rồi, không được. Đúng rồi, chính xác. Yên chung. Lúc trước đi Vũng Tàu mà Quỳnh khóc đi. Anh Tom mà khóc. Tôi thấy đẹp. Mô? Tôi thấy đẹp. 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 아니 비싸니까 사지 말라고 하죠. 저는 그냥 그 돈으로 맛있는 말이에요. 거 먹자. 근데 웃긴 게 뭔지 알아? 네. 자꾸 남자친구 있는 척해. 컷! 전 없어요, 여러분. 그러니까 없지. 그럼 어떻게 하면 생겨요? 여기서 공개 구원 한번 해봐. 여러분, 남자친구 구합니다. 저 25살이고요. 이상형을 말해야지. 베트남 살고 있어요. 저보다 키 크면 됩니다. 오, 진짜? 좀 재밌으면 더 좋아요. 재력은? 재력은 제가 벌면 되죠. 오. 오. 신기해서. 너 얼마 못 벌잖아. 그렇죠. 아 이런. 그리고 또 구체적으로 얘기하지. 구체적으로요? 생긴 거. 생긴 거는 사실 전 잘 안 본 것 같아요. 성격. 성격은 좀 착했으면 좋겠어요. 근데 우리 성격 받아주려면 착해야 돼. 그렇죠. 좀 착했으면 좋겠어요. 제가 안 착하니까. 아 죄송합니다. 그럼 학벌. 학벌이요? 학벌은 굳이. 직업. 직업은 일단 있으면 좋죠. 없으면 제가 벌면 되죠. 신여성인데요. 그러니까. So cool. 왠지 알아? 왜요? 어차피 안 생길 거 알아서 막 던지는 거야. 아니 어차피 안 생길 거 알면 저 그 이상형 다시 말해도 돼요? 어. 다시 말해. 진짜 보실 수도 있잖아 그분이 한번 얘기. 그러면 틴탑에 누구라고 다시 말해. 아, 괜찮아. 틴탑에 누구 좋아하는지 이제. 창조 좋아해요. 틴탑에 창조? 이게 없겠죠 현실에는 근데 이상형이니까 저번에 옆집 편 라방 했을 때 진짜 그 친구 라방을 하는 거예요 근데 그 친구 거 봐라 아 옆집 편 거 안 보고? 이야 역시 바람직해 역시 찐사랑 아니 왜 말이 없고 아닙니다 옆집 편 em nhận chưa? Chưa hả? Em cũng chưa? Em cũng chưa? Hoa mà anh Dung Gu đúng không anh Dung Gu năm ngoái nhiều người tặng hoa cho em lắm đúng không anh Dung Gu Tại sao hỏi Dung Gu? Anh Dung Gu biết, tại lúc đó là có mình em với anh Dung Gu thôi nên là Dung Gu là người chứng kiến chuyện đó. Anh chị Quỳnh mà có bạn trai là dễ nhận biết lắm, lúc nào người ta cũng gửi hoa lên văn phòng, chắc là chị Quỳnh đòi mày gửi hoa cho tao. Không có. Em không đúng có. Không? Lần nào có bạn trai người ta cũng gửi hoa đến văn phòng á. Không có, không biết, em không biết xong rồi đúng bạn kêu là anh không được hết là cuối cùng tại. Anh Dung Gu. Anh Dung Gu vui không? Vui không? Tại sao vui? Bạn gái giận. Bạn gái vô gọi điện thoại hỏi là vui không? Vui không? Vui không? À, chị nói chị giỡn nhiều vô đây. Xong rồi hôm nay bạn trai chị xem video xong vui không? Tiếng cái lúc mà chứ chị không vui không? Chậm đi. Ok em. Để cho em trả thù cho chú Ngô. Không nhưng mà bạn trai em không biết. Không biết. 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 Sẽ biết. Sẽ biết. Everyone go. Don't stay here. Chị Quỳnh sẽ đăng lên với caption là không biết quà của ai tặng đây. Gì? Chính xác đúng không? Chứ không có nói là bạn trai tặng đâu là không biết của ai tặng mình đây. Chắc chắn luôn.
잠깐만. 잠깐만. 내가 찍었지롱. 너무나 단발이야. 너무나